Vâng, hôm nay em Thanh này phải tăng bo thêm chuyến xe tải nữa đây ạ, để Mr. Thọ đi lắp đặt bộ hai bộ dàn cực VIP, một bộ B12 và một bộ SH1800. Hôm nay nhờ bác Tài, bác B giúp đây ạ. Hai bộ. Một bộ B12 về Hải Dương này và một bộ SH1800 cũng về Hải Dương này. Đó, Mr. Thọ đang đóng nốt cái con sub motor Park 40. Và chúng ta theo chân hành trình bác Tài. Đó, phải nhờ anh em, nhờ bác Tài bê hộ. Đó. Hai bộ liền về chuyến Hải Dương. Đó, đây là bộ B12 này. Thì trong những ngày cuối năm này anh em rất là bận rộn. Rất là bận rộn ạ. Đây, Monster 40 đấy ạ. Đây, Monster VIP luôn đấy ạ. Đấy, con xúc đấy nữa anh ạ. Con xúc F1200 nữa. Đó, anh bên giúp em với. Đây, xúc F1200 để ghép với lại B12. Đó, còn Mr. Thọ đang cố gắng nốt con xúc Monster 40. Xúc Monster 40 này các bác này. Đấy, chữ hơi ngược. Monster 40, bản Pro. Ở đây F1800 đấy ạ. Đó, lại tiếp tục một bộ F1800 nữa trong về buổi chiều ngày hôm nay. F1800 nó cây khủng đấy. Và đây là những bộ mic đi kèm đây và những con đẩy liền vang X23 và X22 đó. Ok, chúng ta theo chân nhé, hành trình lắp đặt những đơn hàng cuối năm, còn gần tháng nữa là Tết rồi. Anh em hãy chọn lựa sắm gia đình mình một bộ dàn ưng ý để phù hợp với tài chính, phù hợp với không gian, phù hợp với nhu cầu. Đó. Đây, Mr. Thọ thì cũng vừa lắp về và tranh thủ thì hai bộ này to quá phải gọi xe ngoài, không xe công ty thì không đi được. Liên tục F1800. Ấy, rơi dép. Ok, khủng không bác? Như một cái tủ lạnh. Bác là chơi bộ này mà trưng bày trong không gian gia đình thì quá hoành tráng, quá VIP, đẳng cấp thật sự luôn đấy ạ. Ôi để làm đó, ok, đi phải chăng vậy, như tủ lạnh vậy các bác ạ. Ok, địa chỉ quen thuộc của bác trên mọi miền tổ quốc đấy ạ, luôn luôn là Dicam Linh số 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội ạ. Thời tiết thì vẫn đang ẩm lắm ạ, đang mưa thì đâm ra là nhìn đường xá nó rất là bẩn. Đó, F1800. Bác nhìn thấy giống tủ lạnh không ạ? Quá khủng luôn. Đấy, anh phải chăng vào anh ạ. Đó, phải chăng vào, nó xô nó đổ ngay. Đó, rất cẩn thận luôn ạ. Mr. Thọ đang sắm đồ, những dây tín hiệu cũng như dây kết nối và những thiết bị phụ trợ đi kèm. Đấy, anh thấy các bác thấy không ạ? Hai bộ cùng một lúc thì cái xe to, xe tải này nó mới đủ. Còn những con đẩy nữa cơ. F1800. Cực VIP luôn các bác nhé, cực VIP. Hai bộ cùng chuyến về Hải Dương. Hai bộ cùng chuyến về Hải Dương. Ok, cuối năm rồi các bác tranh thủ mua sắm nhá. Hãy liên hệ với ngay với Zika Minh Số ạ. Vâng, tiếp theo là những bộ mic không dây. Những bộ mic không dây. Đó, đấy, S5800 phải chằng ở bên trong thùng như thế này nó mới chắc chắn này, không bị giật. Ok, BM giúp ba con đẩy nữa với. Các bác và anh em cứ cập nhật theo hành trình của Zika Minh Số thì video hàng ngày bên em sẽ lên. Thật sự là trong những ngày vừa qua bên em còn chưa lên hết video, rất là nhiều luôn ạ. Rất nhiều các bác khách hàng đang hỏi video là của nhà anh chưa lên à, của gia đình anh chưa lên à. Ok, các bác và anh em chờ nhé. Bên em sẽ lên lần lượt ạ. Bên em sẽ lên lần lượt để con đẩy X23 này. Bên em sẽ lên lần lượt cho các bác. Mr. Thọ nào phải hết công suất luôn các bác. Ok,
VIP là nơi em sẽ review chi tiết cái bộ dàn âm thanh VIP ngày hôm nay. Đó. Và cây SH1800. Ok, hết rồi. Đó. Luôn luôn có những hành trình đặc biệt, luôn luôn có những bộ dàn đặc biệt và luôn luôn có những vị khách đặc biệt. Ok ạ. Ok, hai bác khách ở Hải Dương chờ nhá.